Mến chào cả nhà, anh kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo quay em Cường cưa cây sao thì trước mặt mình là cây sao nằm sát mấy đường. Bên ngoài có nhiều đường dây điện. Xin mời cả nhà cùng theo dõi em Cường sẽ cưa cây sao này như thế nào nha.
Hãy subscribe cho kênh Cưa Cây Sao để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lấy 2 mét này.